星光如浪如长伴照耀，清风与白云永不分开，无惧世间变幻，哪管宇宙变迁，陪着你正义柔情永在，生生世世亦难被替代，痴痴这份情，似比心海。情意化于剑道，爱心擦亮剑尖，陪着你，正义柔情永在。两手牵，天地之间，心相爱，挽手温馨长在。对心魔恶妖，长存豪气两并肩，地老天荒不与心中一份爱。两心两手牵，相依相爱，令地间光辉长在。天地春风再吹，愁云尽散朗如开，何惜同遇天地。和爱永在。xin mời thiếu hiệp. Nhà tôi đơn sơ lắm, xin thiếu hiệp đừng chê. Cô bằng lòng cho tôi ở một đêm, tôi rất là cảm ơn. Xin chào thiếu hiệp. Xin chào cô nương. Cô nương, cô làm gì đó? Thiệp, tôi sợ lắm. Tôi thấy hồ yêu. Thiệp ơi, đừng bỏ tôi ở đây, tôi sợ lắm. Cô nương, xin đừng có làm vậy. Ta là Dương Anh Nam, đệ tử của Đại sư Nguyên Nguyên.
Ly về cho sư phụ làm vất trận. Ê, sáng sớm sao lại ngủ gục rồi? À, thế mày là thế mà. Thế biết không? Từ sáng cho đến giờ vẫn chưa được mở hàng. Ôi, à, ơi, nè mua này đi, mua dùm cho bà con ơi, mua dùm đi. Ừ, vậy đi. Ơ, ơ, chiếc đồ, chiếc đồ. Ba, ba chiếc đồ, chiếc đồ kìa, ba chiếc đồ kìa. Bác lại giùm tôi đi. Hay quá, hay thiệt đó nha. Cảm ơn thiếu hiệp, cảm ơn thiếu hiệp. Giỏi quá ha. Thôi chạy đi. Chạy đi. Ây da, cậu à, tại sao cậu trở xuống được vậy? À, sao vậy ạ? Ờ, à, võ sĩ đi chung với cậu đâu rồi? Chắc hắn không thể xuống núi được nữa. Nè, à, bà thấy chưa? Tại vì nó không có mua bùa hộ thần của tôi, không thể xuống núi được. Nó còn cậu này mua bùa hộ thần của tôi, đường trở về một cách bình yên đó hả? Bùa của tôi linh lắm đó. Nè, tới đây mua đi hả? Bùa tôi linh lắm đó. Tới đây mua đi, tới đây mua đi hả? Qua đây hả? Bùa tôi linh lắm. Xin hỏi thêm có biết tên họ của người thiếu hiệp đó không vậy hả? Làm ơn chị cho tôi. Tôi cũng không biết. Từ trước đến nay tôi chỉ biết có một mình cậu có thể đi lên núi Cửu Dĩ Hồ, mà còn có thể trở xuống được nữa. Đó hả? Được, nhưng phải để đầu của hai người lại. Sao kiếm pháp của người giống phái Ngà Miên quá vậy? Biết sợ rồi nè. Cho biết tên họ đi. Đi không đổi họ, ngồi không đổi tên, Dư Anh Nam. Sư phụ người lại. Nguyên Nguyên đại sư. Sao giống tên sư phụ của ta quá vậy? Ngươi đừng có nhận bậy. Sư phụ của ta không khi nào nhận bộ cướp rừng làm đệ tử đâu. Đại sư tỷ, xin tha cho chúng tôi. Đại sư tỷ, là chúng tôi đó. Tha sống thì cũng được, nhưng mà nhất định phải cắt lưỡi của người xuống, tại vì người quá nhiều chuyện. À, xin đừng sư tỷ ạ. Em hứa kiếp sau làm thân trâu ngựa cho chị. Đại sư tỷ, bọn chị không biết là tụi em sao? Đã biết từ lâu rồi, nhưng không muốn dạch chuyện của hai em làm hai em thấy mất hứng thôi. Thì vậy sao? À, đại sư tỷ ạ, chị xuống núi cũng lâu rồi, có gì để nộp bài hay không? Nếu không thể nộp bài sẽ không được ăn đầu tiên đâu. Dĩ nhiên là có. Chị bắt được con hồ ly tinh. Hồ ly tinh hả? Vậy tặng nó cho sư huynh là tốt nhất đó. Miệng của em thiệt là. Em cũng biết sư huynh là người cụ thế độc thân mà. Em lại còn cười nữa. À, đại sư tỷ à. Sư tỷ mới nói bắt được con hồ ly tinh. Bây giờ nó ở đâu vậy? Chị còn chưa nói hết. Chị chỉ bắt được nguyên thần của con hồ ly tinh thôi. Em tưởng chị thật sự bắt được con hồ ly tinh chứ. Vậy hai em thì sao? Có cái gì nào bài hay không? Dạ, dạ có chứ. Ý, cái gối của chị đâu? Nó đã cướp mất rồi, đuổi theo. Là cô. Thân đồ quanh. Chơi cho vui thôi, không cần phải lo. Thì ra là hai người. Tôi còn thắc mắc tại sao Nga Mi của chúng tôi là nơi thanh tịnh, tại sao lại có giặc cái chạy vô đây được đó chứ. Ây da, ngươi chửi ta là giặc hả? Vậy chẳng khác nào chửi hết cả phái Khanh Thành đều là giặc chứ gì, có phải vậy không? Có phải vậy không hả? Có phải vậy sao? Đừng có nói bậy. Có phải vậy không?
Hả? Nói sao? Nè Lai cô à, sư muội nói chơi với Lai cô thôi. Ai mà nói chơi với nó chứ? Nè nè nè, tại sao hai người mới gặp nhau đã cắn nhau rồi hả? Lai cô à, đừng có giận nữa, sư muội là như vậy đó. Sư tỷ, đại sư huynh, hay là vậy để tôi nói với sư phụ thưởng thêm đầu tiên cho Lai cô. Đúng rồi, sư phụ mời hai người tới dự yến đầu tiên, hai người có lộc ăn lắm đó. Tiên đào này 100 năm mới kết trái một lần. Tôi theo sư phụ qua cũng lâu rồi nhưng mà chưa được trái nào. Ha, cho nên không mời à, tôi cũng tới thôi. Và cả tôi nữa. Nè, mau trải gói lại cho anh Nam đi. Đại sư tỷ à, một lát nữa chúng ta phải để ý coi chừng có người ăn cắp đồ đó nha hồn. Nè, ngươi nói vậy có nghĩa là sao? Ý ta muốn nói phải để ý vì sợ có người như là Tôn Hành Giả vậy ăn cắp tiên đào đó mà. Nè, mọi người chửi ta là khỉ hả? Nè, đừng có đánh nữa mà. Làm thiệt hả? Qua can đi. Đại sư tỷ à, lẹ lên đi, chúng ta phải kịp giờ đi rước sư phụ nữa đó. Chị biết rồi, càng hối lại càng chậm hơn. Đại sư tỷ à, chị bị nguyên thần của con hồ ly tinh nhập rồi hả? Em nói cái gì? Nếu không thì tại sao chị lại ham đẹp như là con hồ ly tinh vậy? Cái miệng của em đó nha, bụng muốn ăn đòn đó hả? Đừng nha. Wow, cái này là đầu tiên sao? Đầu tiên thiệt là thơm ghê đó. Đại sư huynh, chúng ta ăn được trái đầu tiên á là được tu mấy kiếp đó, cũng may mắn quá à. Một lát nữa chúng ta sẽ có dịp ăn thử. Sư huynh. Đại sư tỷ. Anh Nam. Wow, đẹp quá. Hâm mộ lắm hả? Đại sư tỷ sẽ soạn đẹp hay không? Nhưng mà cũng có người không có được đẹp cho lắm. Người nói cái gì? Cái gì? Cái gì? Nói cũng không cho nữa hả? Không cho. Bỏ đi. Cô gây nữa, chúng ta vô trọng rước sư phụ xuất quan đi. Phải rồi, đừng có cãi nhau nữa, có chừng một lát nữa bị sư phụ chửi đó. Đi đi. Đi đi. Ờ, đi. Đi đi. Cẩn thận. Ngươi là ai? Nhà đầu kia. Ngươi dám giải bằng cửu dĩ hồ, còn thâu luôn nguyên thần của nó hả? Mau trả cho ta. Thật ra ngươi là ai đây? Nhất tuyển phán âm dương, thư sinh bán biểu. Ờ, hèn chi nửa người nữa mà. Hỗn láo. Thật là đáng đời. Bây giờ nguyên thần của Cửu Dĩ Hồ đã quỷ chung với cái hồ lâu. Từ nay của nguyên thần của Cửu Dĩ Hồ không có được siêu sanh nữa đâu cho biết. Hả? Cái này đúng là ác hữu ác báo, mình làm mình chịu đi. Đáng lẽ ta định giao nguyên thần của hồ yêu cho sư phụ, để sư phụ siêu độ cho nó. Nhưng mà không ngờ đã bị quỷ trong tay của người. Ngươi đừng có miệng lưỡi nữa. Ta nhất định sanh thay ngươi, để trả thù cho Cửu Dĩ Hồ tiên. Đó. Nguyên Nguyên đại sư. Quay về là bến. 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 Ngươi là ai? Bần đỡ chân nhân vô trần của phải Thanh Thành. Thật không ngờ ta liên tục gặp hai cao thủ của hai phái chánh đạo, thật là sung sướng đó. Thí chủ, tiền đạo mang mang, xin hãy cùng với bần đạo đi lên Nga Mì, để bần đạo hướng dẫn thí chủ trở về cho chánh đạo. Người theo chánh đạo của người, ta theo ma đạo của ta. Đạo bất đồng bất tôn di mồ, người khỏi cần nói nhiều nữa.
xuất chiêu đi. Nhất định là phải đấu giao sao? Theo bằng đạo thấy, thí chủ đang bị thương nặng. Kể như ta nhường người. Thí chủ, bần đạo khuyên thí chủ quay trở về bến đi. Xin được. Thừa lúc nguy hiểm của người ta ý đồng bằng hiệp ích không phải là hành vi của chánh đạo. Tà ma ngoại đạo, ai cũng có quyền giết tụi nó. Bán dĩ thư sinh, hôm nay con ngươi chạy đâu nữa? Dù Nga Mây và Thanh Thành hai phái liên hợp, ta cũng không sợ đâu. Đạo cao nhất xích, ma cao nhất trượng, muốn giết ta hả? Không có phải dễ đâu. Quá khí vân thần. Ê, đại sư, thôi đi, nó dùng quá khí vân thần đã bị mất công lực 500 năm rồi. Ai da, bây giờ nó chạy mất, nó sẽ trở về để hại người nữa. Thứ giả, nhân chi thuộc giả, chánh giả, nghĩa chi yếu giả. Chánh đạo chi bổn là ở tha thứ. Chúng ta đừng đuổi nó vào đường cùng. Chân nhân sẵn lòng từ bi, tôi cũng không biết nói gì nữa. Coi như là nó chưa có tới số. Sư phụ à, giờ sư bá cũng đã đến rồi, chúng ta được ăn đầu tiên chưa? Trước mặt của sư bá không được vô lễ. Thưa sư phụ, đệ tử đã chuẩn bị yến tiền đầu ở chỗ nghìn bích nhai rồi. Vậy à? Chân nhân, vậy thì chúng ta vừa ăn đầu tiên vừa luận đạo nha. Được, thật đạo luận đạo là chuyện vui nhất ở trên đời. Mời. Mời. Ê, khi công tại sao cười người ta? Đáng đời lắm có người bị sư phụ chửi. Nè nè, lại cãi nhau nữa à? Có muốn ăn đầu tiên hay không? Mau lên đi. Chuyện gì vậy hả? Mặt của ông sao biến thành như vậy? Ngươi thấy ta như vậy chắc là nát bụng lắm chứ gì. Tôi thật là không ngờ ông có lúc cũng đau khổ, cũng chảy nước mắt. Ta phải trả thù. Ta phải trả thù. Còn ngươi phải tập ma công. Trả thù là chuyện của ông, tôi không tập ma công đâu. Chết tôi cũng không tập. Không tập đánh cho người tập. Người tập không? Tập không? Tôi nhất định không tập. Hả? Người tập không? Tôi nhất định không tập. Hả? Người tập hay không? Cô chết tôi không tập đâu. Được, ta cho người chết. Ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi có chịu theo ta tập ma công hay không hả? Tôi không tập. Không tập. Thank you.
vô trần. Trời ưu ám, chắc có gì vậy. Chạy hả? Buông tay ra. Muốn chạy à? Muốn chạy phải không? Buông ra, buông ra, buông tay ra. Thế nào? Ghét ta lắm phải không? Tìa mắt của người, ta biết người ta chứa đầy hận thù trong đó. Người nhớ không? Nhớ ta chửi người và sử dụng người hay không? Hả? Sư phụ. Sư phụ à, có chuyện gì không? Không có gì. Người nhớ chưa? Ta chửi người không phải là người, còn thua con chó nữa. Muốn chọi với ta? Bây giờ ta không đủ sức phản kháng nữa. Nếu người muốn trả thù, người hãy ra tay đi. Người còn nhớ không? Lúc nãy ta đánh người. Hả? Ta cho người biết, bây giờ nếu người không giết ta, chờ ta khỏe lại rồi, ta không tha cho ngươi đâu. Giết ta đi, giết ta đi, giết ta đi, giết ta đi. Sao kỳ vậy? Cây dao là sát nghiệp của ta, sát nghiệp là tâm ma của người. Lúc có sát nghiệp thì tâm ma sẽ giết người. Hiện giờ ngươi đã là người trong ma đạo rồi. Không phải đâu, tôi không tin. Ngươi không tin à? Ngươi coi trong bàn tay của ngươi coi. Cái dấu này chính là cái dấu của ma đạo đó. Không phải đâu. Không phải, không phải, không phải. Có kìa. Vậy là không tốt. Mở pháp nhãn. Chân nhân vô trần, thấy được cái gì vậy? Tôi thấy được một người. Là ai vậy? Chưa thấy rõ hình dạng. Với công lực của sư phụ đây mà cũng chưa có thấy. Chắc là người này lợi hại lắm. Để tôi thử nữa coi. Chuyện này không phải là bình thường. Xin sư bá hãy chỉ thị nha. Ta cho người biết, người không còn đường chọn lựa nữa. Hãy theo ta tập ma công vô thượng đi. Đường kim chi thế, yêu nghiệt hoành hành, chánh đạo tài kiếp, không thể nào tránh khỏi. Nguyên thần của huyết ma trốn trong lữ hoa linh thạch, lúc bấy giờ đã phá thạch di thai, đầu thai chuyển thế làm người bình thường. Cho nên ta muốn hai người nhất định phải kiếm được người này ra, đừng để cho nó lọt vào tay của ma đạo. Xin sư phụ yên tâm, dù bằng mọi cách nào chúng tôi cũng phải kiếm cho ra nó. Nếu như hai người vững tin đạo và không nản chí thì nhất định là hai người sẽ có cách nêu cao chánh đạo. Đa tạ sư phụ dạy dỗ. Bây giờ huyết ma đã đầu thai chuyển thế, chánh đạo đang gặp sức kiếp lớn. Đáng lẽ huyết ma từ Nga Mi ra, cho nên bây giờ phải cho Nga Mi gánh cái trách nhiệm. Giờ sư phụ nhân danh trưởng môn của phái Nga Mi ra lệnh cho các đệ tử của phái Nga Mi. Đệ tử có mặt. Vì không cho huyết ma làm hại trần gian và không cho huyết ma tới phá chánh đạo, các đệ tử phái Nga Mi dùng đủ mọi biện pháp kiểm ra hóa thân của huyết ma, giết thẳng tay. Đại sư, tôi nhớ sư bá có nói, người này khả chánh khả tà, theo bằng đạo thấy không nên giết sớm, vậy nên tìm cách hướng dẫn nó, cho nó theo chánh đạo và làm phước cho bá tánh. Làm như vậy mới là thượng sách. Nhưng sư phụ cũng có nói, ma chia làm ngoại ma và nội ma.
ngoại ma dễ khắc chế, nội ma khó thủ tiêu. Quyết ma tức là tâm ma, tức là nội ma. Muốn hướng dẫn nó về thiện đâu phải là dễ đâu. Rửa mặt thả cọp về rừng, muốn thủ tiêu nó càng thêm khó khăn hơn nữa. Tam tri môn hạ từ bi di tiền, xin đừng mở sát giới. Không được, tôi chủ trương phải giết. Đại sư, suy nghĩ kỹ lại. Anh Nam, theo sư phụ. Anh Nam, di đạo giả quan trọng nhất là cái gì? Bảo chánh thủ nghĩa, tru yêu hằng mà. Ừ, sư phụ giao nhiệm vụ cho con. Sư phụ muốn con đối phó với quá thần của quyết ma. Đúng đó, chân nhân vô trần, đầu óc hủ lậu, quyết ma làm hại chánh đạo. Chúng ta không nên nhân từ như là đàn bà. Lần này Nga Mi và Thanh Thành hợp sức lại đối phó quyết ma quá thần. Nếu con kiếm được nó, dù cho nó là ai cũng phải giết thẳng tay mới được. Sư phụ xin yên tâm, trảm yêu trừ ma làm cho triệt để, con sẽ không làm cho sư phụ thất vọng đâu. Chỗ này là chỗ nào vậy? Ông dẫn tôi tới đây làm gì? Thật sự, lúc nãy ta đã thông huyết mạch cho người, người hãy mau dẫn khí ta coi coi. Đau quá, khó chịu quá. Một lát nữa thì ngươi sẽ không còn khó chịu nữa. Hết cái này vô. Tại sao? Kêu ngươi hết thì ngươi hết đi. Hỏi cái gì? Không được đâu. Nếu ngươi không muốn khó chịu nữa, tốt nhất là nghe lời của ta đi. Còn nếu không thì ngươi đừng trách ta. Lẹ lên, đi lẹ lên. Các vị, gần đây ở trong rừng có con yêu quái xuất hiện, làm chúng ta không thể nào sống yên. Chúng ta nhất định phải tiêu diệt con yêu quái này mới có thể sống được yên ổn. Đâu? Lên đường. À, pháp sư, xin hãy cho tôi đi theo đi. Cha, con đi theo đi mà, con sẽ bắt được con yêu quái đó. Con đi cũng được nhưng mà phải cẩn thận nha. Dạ. Chú thị. Má tộc trưởng. Đi theo săn sóc cho tiểu thư nha. Dạ biết. Cha, con đi nha cha. Cẩn thận nha. Dạ. Lên đường. Đi theo ta. Chúng ta chia làm mấy tổ, bắt người quái này cho kỳ được. Hôm nay là tử kỳ của nó rồi. Đi vô. Nè, không cái gì vậy? Đi vô coi. Đi qua bên này nha.
mặt của tôi sao vậy? Tại sao? Thật sự, thật sự là cháu hả? Chú Thị, chú cũng tới đây bắt cháu à? Thật sự à, chú không phải tới bắt cháu đâu. Vì chú biết tộc trưởng mấy người kia định bắt cháu đó mà. Cho nên chú làm bộ đi chung với mấy người kia, tới đây báo cháu biết để kêu cháu chạy thôi. Xin lỗi chú nha, cháu vẫn biết là có chú là tốt với cháu nhất. Hay chà, hay thật xin à, tại sao cháu làm như vậy chứ? Cháu không biết tại sao. Thật tình là cháu không biết. Thật xin à, cháu không cần phải giải thích nữa đâu. Tại vì chú thấy cháu từ nhỏ cho tới bây giờ đó, cháu không phải là người xấu đâu mà. Bây giờ kêu cháu chạy mau đi, nhớ đừng cho họ bắt lại nha. Nếu mà họ bắt được cháu, họ sẽ đốt chết cháu đó. Chú Thủy. Nè, Tyson, từ nay về sau, cháu phải nhớ một điều nha. Đừng có làm chuyện ác nữa nha. Chạy đi. Chú Thủy, cháu hứa với chú, cháu không làm chú thất vọng đâu. Vậy thì được rồi, cháu chạy mau đi. Chạy mau đi. Chạy đi. Xin nói thẳng, thấy thí chủ nặng về sát khí lắm đó nhờ. Xin đại sư chỉ dẫn. Phán hạ đời sau, lập địa thành Phật. Lập địa thành Phật? Cái gì là Phật vậy? Phật tức là giác, giác tức là Phật. Vậy giác là sao? Phải tự giác trước, tự ngộ bổn tánh nhi hậu giác tha. Thuyết pháp độ nhân, chờ giác hạnh nguyên mãn, tự nhiên thành Phật. Nghe đại sư nói như vậy, thành Phật đâu phải là khó lắm. Chuyện ở ngoài đời, biết thì rất dễ lắm, muốn làm rất là khó. Em cũng có thể thành Phật phải không? Nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tính, còn được thành Phật hay không là phải nhờ chính bản thân. Đại sư, tôi muốn quy y cửa Phật, phí tốc tu hành. Xin đại sư giúp đỡ được không? Thí chủ, lục căn dị tịnh mà tầm rất nặng. Bây giờ chưa phải là lúc thí tốc tu hành đâu. Nhưng mà lão nạp đồng ý cho thí chủ dưỡng tốc tu hành ở đây. Đến lúc hết mà tầm,
rồi mới quy y cửa Phật cũng chưa muộn. Cảm ơn đại sư. Đứng dậy đi mà. Bắt đầu ngày hôm nay, thí chủ sẽ nhận sự thử thách nha. Bỏ chân cho nha. Ê, đừng. Để ta băng cho người mà. Nè, ta băng bó cho mi rồi đó. Mi hãy bay vô rừng đi nha hả? Chào nha. Sanh à. Sư phụ. Sư phụ có câu hỏi muốn hỏi con. Xin hỏi là cái gì? Con biết tại sao tứ đại kim cương mặt mày hung dữ vậy không hả? Là vì hắn phục tứ ma. Vậy con biết tại sao Bồ Tát lại đê mài không? Sở dĩ Bồ Tát đề mài là vì từ bi lục độ. Đúng. Con thật là có tuệ căn. Cảm ơn sư phụ quá khen. Giờ sư phụ thí tóc cho con bằng lòng không? Con bằng lòng. Cảm ơn sư phụ. Thật sinh, giờ sư phụ thí tóc cho con, pháp hiệu của con là Trường Sinh. Cảm ơn sư phụ. Sư phụ. Thí chủ, thì ra người là ai? Nhất tuyển Phán Âm Dương. Sư phụ. Sư phụ. Theo ta. Ta mới đi chút xíu, người muốn làm phản hả? Ngươi đừng có nên xem ta là kẻ thù mà. Ta làm vậy là muốn tốt cho ngươi thôi. Bây giờ độc khí đã dồn về tim của ngươi, không có ta thì ngươi sẽ chết đâu. Tôi thà là chết. Con kiến nó còn muốn sống mà. Tại sao ngươi lại muốn chết dễ dàng vậy chứ? Ngươi đã lâu lắm không có luyện công. Bây giờ độc khí hơi nặng rồi, hít lần hoàng vô thì sẽ tốt cho ngươi thôi. Hít cái này vô. Tôi không hít. Ông giết chết tôi cũng không hít. Tội gì phải làm vậy chứ? Bây giờ ngươi phản kháng nữa cũng vô dụng thôi. Ngươi nên nhớ rằng, đạo cao nhất xích, ma cao nhất trượng. 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 Thank you.
Tôi không hết à? Tôi không hết. Tôi không hết. Người dám cãi lời ta? Tôi không hết. Ông hãy giết tôi đi. Tôi nhất định không làm ma quỷ đâu. Ông giết tôi đi. Giết tôi đi. Tôi không hết đâu. Tôi không hết đâu. Giết tôi đi. Giết tôi đi. Giết tôi đi. Giết tôi đi. Ta sẽ có cách trị ngươi. Xin quang như long như chẳng phân chiêu yêu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.